Ủa ba, sao con Thảo được nguyên cái đùi vậy ba? Đưa đây cho tao. Đưa đây. Không. Thôi, ăn cơm đi. Già đầu mình như con nít vậy. Con giỡn mà ba. Nè Thảo ăn ha. Li trời đất ơi, không lo học hành tối ngày hát hò. Thằng Tý, con Thảo và thằng Tèo là con của tôi. Như các bạn thấy đó, thật chẳng sung sướng gì khi chịu cảnh gà trống nuôi con, vì tụi nó quậy lắm, lúc nào cũng bày ra những cái trò nghịch ngợm để chọc phá. Và điều mà tôi ghét nhất là suốt ngày tụi nó cứ tụ tập hát hò. Đừng nghĩ là tôi là người cha khó tính. Không đâu, sự thật thì tôi rất yêu tụi nó và rất hiểu cái nghề nghệ thuật này nó bạc bẽo vô cùng. Ai làm cha làm mẹ mà chả muốn con cái có cuộc sống ổn định. Vậy mà nhiêu này là đủ cho chị lên Sài Gòn thi hát rồi. Mà chị nghĩ sao em có tiền chẳng? Em để dành lâu lắm mới được á. Vậy là đêm nay chị trốn đi luôn đi. Không được, mình phải đi ban ngày. Chị khùng hả? Trốn phải trốn ban đêm, ai trốn ban ngày? Chị không sợ ai phát hiện hả? Ban đêm xe đâu mà đi. Ờ ha, ban ngày mới có xe lên Sài Gòn, ban đêm làm gì có. Vậy là phải đi ban ngày rồi. Nhưng mà em sợ ba phát hiện. Thảo! Tết nhất tới nơi, không ở nhà mà còn đi đâu? Đi Sài Gòn. Sao mày không cho tao đi với? Anh đi với tụi em hả? Ừ. Yeah. Nghe bây giờ. Tính tiền. Tiền đâu mà lãi tiền hai đứa. Trời ơi, ông tặng cái gì? Nhanh lên, tao lại luôn á, nhanh lên. Ok. Cảm ơn. Lên. Chú ơi.
mình lại. Con không biết tôi chơi tôi có mày đen cho con mày làm cái gì vậy? Không. Không. Ê, Thảo. Coi kìa. Đẹp luôn á. Trường to hơn cái trường khu nhà mình luôn. Biệt thự vậy đó. Con đưa địa chỉ cho chú coi, tôi nãy giờ chạy vòng vòng hoài mà kêu dạ, ra vậy. Địa chỉ đó đó chú. Trời ơi, từ sáng giờ chạy vòng vòng quận 4, quận 2. Chú ơi, gán giúp tụi con đi. Giờ nhà toàn là nhà mới không, mà bây giờ tìm địa chỉ đâu mà ra là thẹt 2-3 cái thẹt nữa. Thôi chú ơi, chú giúp tụi con đi, tại tụi con cũng ở dưới quê lên đó, tụi con không có biết đường ở trên Sài Gòn. Giờ sao Thảo? Thôi tới đây tao quẹn tao bỏ, tao bay xuống nha. Còn nhà còn bao nhiêu việc, tao tự bay tao tự tìm đi nha. Chú đáng giờ mày không được cái gì hết trơn. Tới đây à, tự đi hai đứa bay tìm đi. Tao không rảnh đâu, sáng giờ còn làm ăn gì được. Bao nhiêu việc ở nhà. Xuống đi chú. Đi xuống. Đừng mà chú. Đừng mà chú. Đi xuống đi. Chạy vòng vòng kiếm cái địa chỉ. Thôi mà chú. Đi xuống đi. Giờ xuống không? Không mà chú. Thảo. Giờ xuống không? Chú. Giờ đi xuống đi. Nếu không xuống nó chở gì quay luôn. Đi xuống không? Dạ. Bực bội. Chú. Chú ơi. Bây giờ mình phải làm sao? Kiếm đường kìa. Trái gì bây giờ không lo tìm đường lo mấy trai. Ê, hay là mình qua mình hỏi đường anh nó đi. Ờ ha, ý kiến hay. Đi. Ê. anh có chuyện gì? Tôi định hỏi đường anh nè, anh có thể chỉ giúp tôi không? Địa chỉ này xa rồi, 125 Cống Quỳnh. Ở dưới quê mới lên đúng không? Trăm 25 Cống Quỳnh, đi tìm. Giờ biết tìm đâu bây giờ. Mình trai. Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thiếu cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu. Thí sinh tiếp theo. Tin sai người, giờ thì ai khóc ai cười. Cây lúa non xanh. Cảm ơn em. Thí sinh tiếp theo. Thí sinh tiếp theo. Thí sinh tiếp theo. Cảm ơn em. Thí sinh tiếp theo. Xin chào ban giám khảo ạ. Dạ em tên là Thảo Phạm. Và hôm nay em sẽ trình bày ca khúc Cô gái 1m52. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tin giáng sinh. Người đã khiến tôi thẫn thờ cho ngày qua. Tôi thẫn thờ cho tôi nhung nhớ bao nhiêu. Muốn nói với anh bao điều rằng tôi đã thương anh nhiều. Chẳng giống mấy cô người mẫu, em đẹp xinh cô gái Việt, trần son phấn tô sắc màu. Em giận gì theo cách riêng, chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.
đậu hả? Người ta hát hay, làm sao chú chấm rớt được? Chú là đạo diễn mà. Đạo diễn thì sao? Đâu phải đạo diễn muốn làm gì là làm đâu con. Nếu nó vô vòng trong, sao con hát lại nó? Chú đã nói ban giám khảo ưu ái con rồi, con yên tâm đi. Nó hát hay hơn con. Nếu như mà con đoạt giải thì người ta sẽ nghĩ là con mua giải. Chú đã nhận tiền ba con rồi, chú phải cho nó rớt đi. Nếu không, chú sẽ không yên với ba con đâu. Được rồi, để chú lo, con yên tâm. Nè, uống đi. Mẹ em lo quá rồi, anh Hai ơi. Lo gì thì lo, chuyện cũng đã rồi rồi. Thôi, suy nghĩ tích cực lên nha. Không biết kết quả làm sao nữa. Biết đâu, mình suy nghĩ tích cực thì nó tích cực thôi. Ê, cái anh đẹp trai em bữa kìa đúng không anh? Thôi, mê trai vừa vừa thôi. Nhưng mà em nghĩ là mình nên qua cảm ơn anh đi. Cảm ơn chi? Thì phép lịch sự thôi mà. Không phải giúp mình đó. Thôi thôi thôi. Thảo. Anh đẹp trai. Chị em không? Hôm bữa em hỏi đường anh đó. Xong cái anh chị em thi hát đó. Bữa nay mới thi hát xong nè. Thảo. Cái gì vậy? Đẹp trai mà. Ủa bữa nay anh đi đâu vậy? Trai lạnh lùng ghê. Chứ mà đẹp trai buồn. Tiết chế lại vấn đề đó. Đừng có tiết. Ôi, đại ca. Đại ca. Sao tới trễ vậy? Ai đây đại ca? Không cần quan tâm đâu. Alo. Dạ, dạ, em biết rồi. Thảo, em bị rớt kỳ thi rồi. Thảo, chờ anh với. Quá mà. Bớt dùng tiền và quyền lực của gia đình đi. Hãy buông tha cho cô bé đó. Em không có làm. Anh tin em đi mà. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với thí sinh số 137, Thảo Phạm với ca khúc Bình Yên Là Trở Về. Xin phép ban giám khảo, ban tổ chức cùng tất cả các bạn khán giả đang xem
Ở đây em có đôi lời muốn nhắn nhủ đến ba của em. Ba ơi, con xin lỗi ba vì đã trốn ba lên Sài Gòn thi hát. Con ngưỡng mộ ba lắm. Con mong là ba đừng giận con gái và anh hai nha ba. Con xin lỗi ba. Con yêu ba rất nhiều. Thảo, bây giờ sắp lên Sài Gòn thi rồi, em phải cố gắng học cho tốt chưa? Nè, 2, 3. Nhưng mà khoan, khúc này em hát lớn lên thêm tí xíu đã. Đã nha, 2, 3. Tối ngày hát với họ, gửi các con của ba. Ba biết có những khoảnh khắc tụi con giận ba lắm, vì ba luôn cấm cản tụi con thỏa sức lựa chọn cho những thứ tụi con đam mê. Chắc hẳn trong mắt tụi con, ba lúc nào cũng nghiêm khắc, khó tính và cả khó gần nữa. Nhưng tụi con biết không, cuộc sống ngoài kia đầy cám dỗ, mà chỉ những ai thật sự bản lĩnh mới có thể vượt qua. Ba thì không muốn điều đó xảy ra với những đứa con của ba, vì tụi con còn nhỏ lắm. Những gì ba làm chỉ mong muốn một điều duy nhất là tụi con phải thật sự hạnh phúc, sống tốt và trở thành người tử tế. Cho nên ba chỉ muốn tụi con mãi bé nhỏ trong vòng tay của ba, với những giây phút thật tinh khôi trong trẻo trong tâm hồn, cho đến khi tụi con trưởng thành. Thảo! Thảo! Đừng lại! Đi! Mày đen với con, mày làm cái gì vậy? Thảo! Thảo! Nhưng có lẽ là ba đã sai. Khi càng cố níu giữ tụi con ở lại thì tụi con lại càng xa ba hơn. Cho đến một ngày, tụi con làm ba hoảng hốt nhận ra rằng mình đang yêu thương sai cách. Thảo, đợi anh với. Bởi tụi con còn phải dần lớn lên, phải khám phá thế giới ngoài kia và phải sống một cuộc đời của chính mình. Nếu không có những vấp ngã ngày hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ phải trả giá cho những sai lầm lớn hơn sau này. Vì thế mà tụi con cứ đi đi. Đến khi nào mà tụi con cảm thấy mệt mỏi thì hãy luôn nhớ một điều rằng, bất cứ khi nào tụi con cần, ba vẫn sẽ luôn ở đây. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Nhưng những gì mà tôi nói ngày hôm nay chắc anh đã hiểu rồi chứ. Chào anh. Đồng tiền đúng là quan trọng thiệt, nhưng nó không thể làm thay đổi được danh dự, đạo đức và trách nhiệm của người làm nghề. Thank you.
rất xa nhưng chưa thể nhanh chân về nhà. Cuộc sống này lỡ toan thôi mà thu xếp tôi sẽ về nhà. Những lúc tôi từng xoa ngã trên những dòng người vội vã, đôi lúc muốn buông tay ra. Chợt nghĩ con đường từng ao ước trái hoa hồng dài phía trước, vì tương lai tôi phải bước. Cuộc đời là phải đi thật xa để lộ sắc đi, tôi từng đã là người trước đây cùng sống bao người. Thời gian trôi qua như cơn gió, hãy đi đừng chờ để mãi chẳng phải hối tiếc. Cuộc đời là phải đi thật xa, trải nghiệm những phong ba phồn hoa theo sóng gió, giờ biết người bao la. Hãy đi xa để trở về gia đình nhỏ bé, hạnh phúc sẽ hòa theo với ta. Đi đi xa để trải nghiệm những thú vui theo sự lựa chọn con tim. Đi đi xa để trải nghiệm những hương vị mà trước đây tôi chưa từng đem, tôi chưa từng thấy, để ngày mai sẽ đi cùng gia đình tôi. Vì tôi muốn đi đến nơi thật xa, nơi mà sẽ quyện tất cả vào lời hát, nơi mà tương lai đang chờ ở phía trước và ánh đèn vàng trên phố đông phồn hoa. Nhớ bữa cơm có mẹ có ba, có thằng em tuổi vừa mới lớn. Quý giá là khi ba lô ta đi xa, khi đi trở về mới biết đâu là nhà. Không còn cái thời cặp sách thư tay, bèn lên cho nhau và ánh mắt đắm say. Tuyệt thuyết ngôn tình của cái thời chính ít, nhắm mắt một lần thời gian cho thổi bay. Một lần đi xa để trải nghiệm tuổi trẻ, một lần gục ngã mới biết ai xuôi tay. Trở về ôm chàng xếp tay vào lòng mẹ, con đã làm được trở về với mẹ đây. Cuộc đời là phải đi thật xa để lộ sắc đi, tôi từng đã là người trước đây cũng sống bao người. Thời gian trôi qua như cơn gió, hãy đi đừng chờ để mãi chẳng phải hối tiếc. Cuộc đời là phải đi thật xa, trải nghiệm những phong ba phồn hoa theo sóng gió, giờ biết người bao la. Hãy đi xa để trở về gia đình nhỏ bé, hạnh phúc sẽ hòa theo. Phúc lớn nhất của cha mẹ là được nhìn thấy con bình yên trở về.